Dự kiến, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 cần khoảng 420.000 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc đầu tư hạ tầng hàng không luôn là bài toán khó, chính vì vậy cần có cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực xã hội hóa. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố, thời kỳ 2021-2030 sẽ có 30 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hình thành 33 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế. Quy hoạch xác định các dự án quốc gia, dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng gồm các cảng hàng không quốc tế quan trọng đóng vai trò đầu mối là Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.